Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cập nhật những tin tức thời sự mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là thông tin về vụ việc kinh hoàng đầy ám ảnh, chồng ra tay sát hại chính người vợ của mình ở Đà Lạt. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân bị sát hại, chôn xác vi tang, phát hiện gần miếu xóm trại thiếc, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt lâm đồng. Cụ thể sáng mùng 7 tháng 4, công an tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã đến xóm trại thiếc, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng tiếp tục khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án sát hại người, chôn xác phi tàng. Hiện trường vụ án mạng là vườn hồng và cà phê đã bị cắt gốc ngang mặt đất. Phía trước ngôi miếu xóm trại thiếc, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt đang được phong tỏa và canh giữ nghiêm ngặt. Theo thông tin ghi nhận, chiều mùng 6 tháng 4, khi người dân đang cuốc đất trồng cây trước ngôi miếu trên, thì thấy một con chó cào đất, sủa liên hồi nên đến xem và bất ngờ phát hiện thi thể của một người phụ nữ đang bị phân hủy nặng, liền cấp báo cho chính quyền địa phương. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đây là thi thể của Trần Thị Kim Tê, 25 tuổi, trú tại tổ 4, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt nơi nạn nhân sinh sống cách ngôi miếu xóm Trại Thiếc hơn 100 m Được biết, vợ chồng nạn nhân có hai người con. Từ trước Tết Nhâm Dần đến nay, người dân xóm Trại Thiếc không thấy chị Trinh. Hàng xóm đều nghĩ do xích mích vợ chồng nên chị về nhà mẹ ruột ở phường 12, thành phố Đà Lạt. Sau khi cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, quanh vùng nghi phạm, đoàn thanh trí, 30 tuổi, ngụ tại tổ 4, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, đã đầu thú. Khai nhận do mâu thuẫn với vợ, nên tối ngày 12 tháng 12 năm 2021 đã dùng dao đâm vợ tử vong trong phòng ngủ. Sau đó, Trí đưa thi thể vợ lên vườn cà phê trước miếu xóm Trại Thiếc, cách nhà Trí khoảng 100 mét, rồi đào hố chôn thi thể vợ để phi tăng. Trí cũng thừa nhận đã dùng điện thoại của vợ nhắn tin để đánh lạc hướng gia đình nạn nhân. Vụ việc được cơ quan điều tra và phát hiện vào sáng ngày mùng 6 tháng 4. Ngay sau đó, trưa mùng 7 tháng 4, bà TTKP, mẹ của nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng, đã có mặt tại hiện trường vụ án thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, nhưng không tin con mình đã bị sát hại. Bà P cho biết Trước đó mình vẫn đều đặn nhận tin nhắn thăm hỏi từ điện thoại của con gái. Hôm qua tôi vẫn đi làm bình thường cho đến khi nhận được tin giữ về con gái mấy tháng nay thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn thăm hỏi từ điện thoại của con gái. cứ nghĩ con đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nào ngờ cháu đã bị chồng ra tay sát hại, trồn xác vi tang gần nhà. Bà P đau xót gạt nước mắt. Trong khi chờ cơ quan chức năng khám nghiệm ngôi nhà của con gái, người mẹ không khỏi nghẹn ngào kể lại trong nước mắt về lần cuối cùng gặp con gái vào ngày 9 tháng 12 năm 2021 khi hai mẹ con về xuân trường hái cà phê. Sau đó vẫn đều đặn nhận được tin nhắn từ điện thoại của con gái, cho biết đang ở thành phố Hồ Chí Minh bán cà phê nên không thể về thăm nhà được và dặn mẹ không phải lo cho con. Dù bà B nhiều lần gặng hỏi nhưng đều được con gái nhắn tin trấn an nên cũng yên tâm. Bà P cho biết thêm, chiều tối mùng 6 tháng 4, khi nhận được tin báo tìm thấy thi thể của con gái bà vẫn không thể tin được. Vì dịp Tết, dỗ chạp gần đây, con rể vẫn chở hai cháu nhỏ về nhà ngoại ở thôn Xuân Thành, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Nói là vợ đi bán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh nên không về được. Chia sẻ thêm về việc lâu không thấy con cái về thăm nhà, ông Tán Minh Hoàng Thân, dượng của nạn nhân cũng cho biết. Đối tượng đoàn thanh trí đã sử dụng điện thoại của vợ để nhắn tin cho gia đình nói vợ đi bán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều lần nhắn tin và gặp mặt hỏi, nhưng đối tượng Trí vẫn nói vậy. Gia đình cũng nhiều lần đặt câu hỏi nghi ngờ và có đi tìm khu vực chị Tê sống, cũng như dò hỏi nhiều người nhưng không có thông tin gì về nạn nhân. Khi vụ việc được phát hiện, người dân xóm trại thiếc đều bàng hoàng, theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng chồng sát hại vợ, trôn xác phi tàng xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, hung thủ trôn xác nạn nhân để phi tang. Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt vào cuộc điều tra phá án trong thời gian sớm nhất. Có thể thấy sau khi gây án để che giấu tội ác, đối tượng này đã ra vườn hồng và cà phê sau nhà đào hố trôn giấu thi thể của vợ mình. Những tưởng tội ác của mình sẽ được trôn vùi trong lòng đất. Thế nhưng Chí không thể ngờ được rằng, những cơn mưa lớn đầu tháng 4 đã khiến cho lớp đất bề mặt bị sói mòn, làm lộ một phần thi thể, phanh phùi tội ác không thể dung tha của một kẻ sát nhân máu lạnh. Sẵn sàng ra tay với người vợ đầu ấp tay gối của mình, cướp đi người mẹ thân yêu của hai đứa trẻ vô tội. Sau này đây, khi lớn lên, vốn phải chịu cảnh thiếu thốn tình mẫu tử thiêng liêng, lại phát hiện ra người đã tức đoạt đi mạng sống của người mẹ yêu thương ấy lại chính là cha của mình thì liệu các cháu có đủ mạnh mẽ để chịu được cú sốc này, chấp nhận tha thứ cho người cha tù nhân của mình hay không? Thời gian gần đây đã có quá nhiều những vụ án mạng thương tâm đầy chua xót xảy ra. Từ bao giờ mạng người lại trở nên rẻ mạt, lòng người lại trở nên đáng sợ đến như vậy? Biết bao nhiêu con người đã phải từ giã cuộc đời chỉ vì những ân thù oán báo, chỉ vì những nhầm lẫn hiểu sai hay thậm chí chỉ vì một món tiền vay mượn. Dẫu biết rằng cuộc đời không bằng phẳng, người với người không tránh khỏi những mâu thuẫn thị phi, thế nhưng lựa chọn kết liễu một đời người có phải là lựa chọn tốt nhất, hay chỉ là một phút hả hê nhất thời? Và rồi việc đặt dấu chấm hết cho người ra đi thì người ở lại có thực sự thoải mái sống tiếp hay không? Quý vị thân mến, lại một vụ việc đau lòng xảy ra vì mâu thuẫn tình cảm. Như chúng tôi đã thông tin Mới vài ngày trước thôi, hành động bùng bột của cô gái vì tức giận đã cướp đi quyền sống của hai con người vô tội. Thì nay lại là một trường hợp tương tự xảy ra. Nhưng rùng rợn hơn ở vụ án này, đó là chồng trực tiếp ra tay, sát hại và phi tang xác của người vợ thân yêu ngay trong khu vườn gần nhà mà vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Thật sự là một kẻ sát nhân máu lạnh, khiến cho người nghe không khỏi kinh sợ. Cơn mưa lớn tháng 4 đã phanh phùi tội ác của kẻ tội đồ nhưng không thể cuốn trôi hết được những nỗi đau của những người trong cuộc. Thời gian qua đi, người lạ sẽ quên, nhưng nỗi mất mát của người nhà nạn nhân thì vẫn còn mãi. Với tội ác của người chồng tự tay gây nên thì mức án bao nhiêu sẽ đền đủ tội. Mọi thông tin mới nhất có liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị sớm nhất trong video lần sau. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi tin tức trên kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai